cộng đồng mạng vào hẳn Facebook nam em, đẩy Huyền với Bạch Công Khanh. Nhà trai phản ứng gì mà bị đồn là yêu hợt? Sau khi đóng chung phim Nhà Không Bán, tin đồn tình cảm giữa nam em với Bạch Công Khanh xuất hiện liên tục. Lý do là cặp đôi dành cho nhau quá nhiều cử chỉ, hành động hơn mật. Điều đáng nói hơn là không chỉ lúc quay phim mà khi đi quảng bá cho Nhà Không Bán, nam em Bạch Công Khanh vẫn chẳng rời nửa bước. Nam em dựa vào người Bạch Công Khanh, nắm tay trước mặt đồng nghiệp và khán giả, dù chẳng biết cặp đôi hơn hít theo kiểu bạn bè hay người yêu. Nhưng nhìn loạt cử chỉ này, cộng đồng mạng khó lòng không đặt câu hỏi. Mới đây, nam em đăng hình quảng bá phim lên Facebook cá nhân. Cộng đồng mạng liền ồ ạt vào gọi tên Bạch Công Khanh. Có khán giả còn đăng ảnh nam em tựa vai, ôm ấp Bạch Công Khanh rồi đẩy Huyền nhiệt tình. Trên Facebook của nam em, khán giả dành cho Bạch Công Khanh khá nhiều nhận xét tích cực. Về phần Bạch Công Khanh, anh chàng cũng chiều lòng người hâm mộ bằng cách đăng ảnh chụp riêng với nam em. Chẳng cần nói cũng biết, fan háo hức đến mức nào. Bạch Công Khanh là diễn viên, ca sĩ quen mặt với khán giả qua màn ảnh nhỏ. Anh chàng từng giành giải quán quân gương mặt thân quen. Sau đó, Bạch Công Khanh làm MC cho các chương trình phát sóng trên VTV như Sàn Chiến Giọng Hát, Ca Sĩ Ẩn Danh, Năm Vòng Vàng Kỳ Ảo. Ngoài ra, Bạch Công Khanh cũng đóng các phim VTV khác như Ngày Em Đến, Hoa Cúc Vàng Trong Bão. Nhà Không Bán không chỉ là một câu chuyện hồn ma trong ngôi nhà cổ để hôn hút người xem, đó còn là nỗi đau của một gia đình qua nhiều thế hệ. Mỗi nhân vật mang một bóng ma trong lòng đều phải trả giá cho hành động của mình. Phim còn nhắc nhở mọi người về ý nghĩa của tình thân, giáo dục trong gia đình, cách mọi người đối diện với ám ảnh tâm lý đè nặng.